Anh Nho, xin chào các bạn. Chơi tên mình hiện tại đang là X22 Ultra và X22 Ultra đang hot hit trở lại trong thời gian gần đây. Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu xem là X22 Ultra có gì mà lại hot hit ở thời điểm hiện tại. Và khi mà Rin em nó về nhà thì mọi người cần phải chú ý lưu ý thêm những cái điểm gì để có thể trải nghiệm tốt hơn trên chiếc Galaxy X22 Ultra này. Và ok, đây sẽ là một bài đánh giá sơ theo cảm nhận của mình ở thời điểm hiện tại thì Galaxy X22 Ultra còn lại gì, có đáng mua hay không, và cũng như là chia sẻ đến mọi người 5 cái mẹo mà mọi người có thể sử dụng áp dụng cho X22 Ultra nói riêng và X22 series nói chung để có thể có những cái trải nghiệm tốt hơn, sướng hơn trên chiếc Galaxy X22 Ultra này. Và ok, không lòng vòng nữa, một lần nữa chào mừng các bạn đã đến với Duffy Mobile. Đầu tiên là về thiết kế của X22 Ultra thì thật sự mọi người chắc đã nghe qua quá nhiều lần rồi, đó là về thiết kế thì X22 Ultra nó không khác biệt quá nhiều với lại X23 Ultra. Chỉ khác nhau là về cái bảng màu của X22 Ultra thì sẽ khác với bảng màu của X23 Ultra. Tuy nhiên thì nếu như mà mọi người dùng ốp lưng không phải là ốp lưng trong suốt, ốp lưng có màu thì khá là khó phân biệt khi mà nhìn thoáng qua giữa hai chiếc điện thoại này. Phần bên màn hình của X22 Ultra là Dynamic AMOLED 2X cao cấp, kích thước là 6.8 inch, tần số quét của nó là 120Hz, nên là độ hiển thị vẫn cực kỳ là sắc nét và mình thấy là còn lâu nó mới có thể lỗi thời được. À, và còn một cái đặc điểm nữa trên X22, X22 Plus và X22 Ultra luôn là nó đều đạt chứng nhận màu là HDR10+, có khả năng tái tạo màu chân thực. Với cụm camera hiện giờ vẫn được nhiều chuyên gia đánh giá là chất lượng. Camera chính là 108MP, góc siêu rộng là 12MP, hay camera zoom là 10MP. Tức là các clip quảng cáo về khả năng quay hay là chụp định chóp của X22 Ultra thì mình thấy là hoàn toàn có căn cứ chứ, đúng không? Và bây giờ thì chúng ta hãy nói sơ qua một tí về hiệu năng của nó nhé. Thì theo như thông tin của hãng thì hãng đã trang bị cho X22 Ultra 5G, đó là chiếc Snapdragon 8 Gen 1, được cải tiến vượt trội. Thế là dễ thấy là về hiệu suất thì nó cũng sẽ tốt hơn 20% và tiết kiệm điện năng cũng là hơn 30% so với lại cái thế hệ cũ là S21 Ultra. Và ngoài ra thì một cái thông tin mình mới vừa thấy nữa đó là có kết hợp công nghệ AI và còn có cả 5G RAM là 82GB, nên là các bạn yên tâm đối với các tác vụ hàng ngày thì sẽ dễ dàng sử dụng trong vòng một nút nhạc thôi. Chơi game tốc độ cao thì phần này mình không rành cho lắm, nhưng mà mình có nhờ một số đồng nghiệp bên dưới trải nghiệm test thử thì cảm nhận thật sự đều là mượt mà hơn rất là nhiều so với những cái dòng trước đó của Samsung. Còn về dung lượng pin thì S22 Ultra có dung lượng pin là 5000mAh, tha hồ đáp ứng cho mọi người cả một ngày sử dụng, và còn có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 45W và rất là thích hợp cho những ai đang có nhu cầu sạc nhanh. Và đây là tổng quan về S22 Ultra, nên nếu các bạn có nhu cầu xem xét về em máy này thì hiện tại Duffy Mobile đang có giá bán là S22 Ultra 5G 128GB cũ hoặc là New Phone Book còn bảo hành 6 tháng chính hãng đã giảm còn 13.999.000. Bên cạnh đó thì bản Galaxy S22 Ultra 5G 128GB cho bảo hành Phone Book còn bảo hành chính hãng rất dài đến 10 tháng cũng giảm sập sàn chỉ còn 14.609.000 đồng. Ngoài giá của S22 Ultra 5G 128GB chính hãng cho bảo hành luôn rẻ hơn thị trường, thì tại Duffy Mobile còn có chương trình thu phụ đổi mới hỗ trợ trả góp 0%, shop đang sẵn hàng số lượng nhiều đa dạng màu sắc phục vụ sĩ lẻ toàn quốc. Vâng, và ở trên thì mọi người cũng đã thấy sự hấp dẫn sức hút của S22 Ultra như thế nào rồi. Tuy nhiên thì để trải nghiệm xuống hơn cho anh em nào mới mua máy hay là đã sử dụng máy nhưng mà vẫn chưa biết tận dụng tối đa hết cái công nghệ của S22 Ultra thì đừng vội bỏ qua 5 cái mẹo mà có thể giúp bạn trải nghiệm sướng hơn, tốt hơn khi mà mới mua máy. Đầu tiên là đổi tên điện thoại, và cái việc đổi tên điện thoại dường như là không ai quan tâm cho lắm, nhưng mà nó lại khá cần thiết cho cái việc tìm kiếm thiết bị Bluetooth hay là các công cụ khác. Khi đó thì bạn sẽ dễ dàng nhận thấy và thao tác nhanh hơn. Và để đổi tên điện thoại thì các bạn vào cài đặt, chọn cho mình thông tin điện thoại này. Phía dưới tên của điện thoại thì bạn sẽ thấy là ô sữa và bấm vào chọn nhập tên mới cho điện thoại là hoàn tất. Và thứ hai là cài đặt chất lượng màn hình. Dòng Samsung của S22 5G series thì sở hữu màn hình chất lượng 120Hz như là mình nói ở trên, nên là cái khả năng hiển thị nó sẽ chân thật và màu sắc cũng sẽ có chi tiết cao hơn. Nhưng mà khi mua máy thì màn hình nó lại mặc định là chỉ có 60Hz mà thôi. Nên là nếu mà các bạn muốn dùng chế độ trải nghiệm tốt hơn thì có thể bật màn hình lên 120Hz. Bạn vào màn hình, chọn độ mượt của chuyển động, chọn chế độ tương thích để sử dụng màn hình 120Hz chất lượng. Và tại mục màn hình thì bạn điều chỉnh độ phân giải màn hình ở mục là độ phân giải màn hình và nhấn vào chất lượng là WQHD+ là xong. Nhưng mà xài thì thích hơn thật, nhưng mà khi mà mở chất lượng cao hơn thì máy bạn cũng sẽ hao pin hơn một tí so với chất lượng thường đấy nhá. Và thứ ba là tăng độ nhạy khi quốc điều hướng, và để thực hiện thì các bạn vào cài đặt, chọn màn hình, chọn thanh điều hướng, bấm vào thao tác quốc là được.
Và thứ tư là tính năng ngăn chạm nhầm khi mà bỏ điện thoại vào túi quần. Và cái tính năng này khá là hay, không những là trên dòng Ultra mà còn trên cả S22 series, giúp bạn có thể khóa màn hình không bị cấn hay là chạm máy nhầm nhấn vào gọi điện gây phiền phức. Thậm chí là mọi người để lâu quá thì nó có thể là tốn pin cho điện thoại nữa. Để bật thì các bạn vào cài đặt chọn màn hình, sau đó thì bật công tắc ở mục bảo vệ tránh chạm vô tình. Và tính năng cuối cùng đó là các cử chỉ thông minh. Tính năng này sẽ giúp cho bạn thực hiện các thao tác nhanh chóng và tiện lợi hơn. Bên cạnh đó thì các thao tác cũng sẽ giúp bảo vệ điện thoại tốt hơn và tránh hư hỏng với các kim cứng. Đầu tiên thì các bạn vào cài đặt chọn tính năng năng cao, sau đó thì chọn chuyển động và thao tác, sau đó thì lướt xem cử chỉ mà bạn thấy phù hợp thì bật công tắc lên là xong. Thế là xong, chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm thật là thú vị trên Galaxy S22 Ultra. Và đây cũng chính là những gì mình muốn chia sẻ đến với các bạn trong video này. Nếu bạn xem đây thì vô cùng cảm ơn bạn đã xem hết video này của mình. Và đường link của sản phẩm thì mình đều để bên dưới cho mọi người tham khảo. Và kéo xuống dưới cho mình xin một like và một subscribe với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.